Sau đây thì Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập một cái căn chỉnh cái tiếng, những cái phần tiếng theo sở thích, theo ý thích. Hướng dẫn các bạn mới tập chơi cũng như là mới làm quen với cái hộp G1 Ion của Zoom. Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập từ từ đầu đối với tiếng clean trước. Ví dụ như là ở cái phần tiếng pad A4 này, đúng không? Ta sẽ thiết lập từ đầu này. Đầu tiên thì Tuấn sẽ xóa tất cả những cái rãnh áp phích của bộ tiếng này đi. Ta sẽ chọn phần Delete Effect. Enter. Như vậy thì bây giờ nó sẽ còn một cái rãnh để chúng ta có thể là đưa cái phần tiếng vào đây. Thì đầu tiên, thứ tự đầu tiên mình sẽ phải, theo tôi ấy, thì sẽ phải cho cái phần noise gate vào đây để cho nó khử cái noise. Khi mà chúng ta không đánh thì nó cũng không có cái tiếng rè rè khó chịu. Enter này. Ta thoát ra ngoài này. Thoát ra ngoài. Sau đó thì là vặn cái nút giá trị. Enter. Đó. Sau đó chúng ta sẽ dí chặt một trong hai nút lên xuống này. Đó. Nó sẽ hiển thị lên một cái bảng như thế này. Ta sẽ chọn cái bộ phần filter đầu tiên. Đó. Enter. Ta di chuyển đến cái phần phần khử noise của Zoom. Đây có tên là đây. Z N R Z N R. Đấy. Sau đó chúng ta quay về home. Thì ở đây đã có một cái cục khử noise rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ thử cái tiếng của âm. Add Effect. Enter. Sau đó chúng ta chọn âm, bởi vì âm nó sẽ cho ra những cái chất tiếng mà theo sở thích của từng người. Enter. Đấy. Thì ở đây nó sẽ hỏi chúng ta là sẽ đặt ở vị trí nào. Thì bao giờ chúng ta sẽ đặt cũng sẽ phải đặt ở sau cái phần khử noise. Khử noise bao giờ đầu tiên này. Sau đó là âm. Nếu mà phần đầu tiên nó sẽ có cái sự lựa chọn mà phần clean trước, nếu chúng ta chọn căn tiếng clean ý thì nên dùng cái âm Fender. Tiếng nó sẽ rất là đẹp. Chúng ta nghe thử nhé. Chúng
chúng ta sẽ điều chỉnh phần gain, phần thúp hay là phần level của nó bằng cách là chúng ta vặn giá trị hoặc là enter. Thí dụ như là tầng chúng ta sẽ chỉnh gain nó lên một chút, tầm khoảng 50. Sang phần thúp, giả lập bóng bù tín hiệu đó. Phần level ta có thể để 100. Nếu các bạn muốn nó màu hơn chút thì chúng ta sẽ tăng gain lên. Còn nếu mà muốn sạch clean thì ta để tầm này thôi. Còn nếu mà muốn nó có một tí màu thì chúng ta sẽ tăng cái gain lên tầm 80 90 gì đấy. Đó thì nó sẽ màu hơn chút. Sau đó thì đây chúng ta sẽ sang phần tiếp theo là chỉnh check treble này để khoảng 50 thôi. Middle là phần chung, giải chung ta để cũng tầm 50, bass cũng 50, tầm đấy thôi. Tùy vào tai của mỗi người chúng ta sẽ lựa chọn khác nhau. Cái phần quan trọng này là cái ở trang thứ ba. Tập phần này là phần quan trọng là phần cabinet. Đây là cái loa mặc định của nó, là cái loa của Fender, hai loa nhân với cả 12 inch. Thì theo tôi thì để cái chế độ mặc định hay hơn. Nó cũng là rất là hay. Mình có thể thay đổi ở đây. Theo tôi thì mình cứ để mặc định của nó. Phần tiếp theo là phần line. Nếu mà chúng ta cắm vào để chơi nghe phone hay là đưa ra đường mixer mà nó không có âm thì chúng ta nên để phần line này. Còn nếu không thì chúng ta sẽ phải để các cái chế độ theo theo âm. Đó. Bình thường nếu mà đánh mixer thì chúng ta nên để line. Rồi. Ấn nút home để trở lại. Như vậy là chúng ta đã có hai phần. Một là phần noise gate, thực khử noise. Hai là phần âm. Nếu âm chúng ta thấy tiếng nó vừa rồi. Đấy, chúng ta sẽ thêm phần affect cho nó. Affect ở đây thì nó có thể có ba cái sự lựa chọn cơ bản thôi. Một là chorus để chúng ta có thể giải nền. Hai là phần delay để tạo ra cái tiếng vọng vọng nhại để solo nó sẽ mượt mà hơn. Và tiếng reverb là phần vang để cho tiếng nó đẹp hơn. Thì tôi sẽ thử ép từng cục một để cho các bạn có thể hình dung ra. Thí dụ như là chúng ta chỉ cần giải nền không thôi. Chúng ta sẽ vào phần add effect. Enter. Ta sẽ chọn modulation. Modulation thì ở trong đấy nó sẽ có cái bộ chorus. Enter này. Vị trí nào thì các cái phần hiệu ứng này ta sẽ phải để sau cái phần tiếng, tức là sau phần âm. Bao giờ ở vị trí thứ ba. Đó. Ok. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ lựa chọn chọn phần chorus đây, phần chorus đây. Nghe thử này. Nghe cái cục nào mà ưng thì chúng ta có thể là dùng. Đó.
dụng cái cục này. Đấy. Đấy, chúng ta có thể tắt bật ở hai cái nút pedal phải trái này để nghe thử này. Nghe thử này. Tắt đi. Bây giờ chúng ta sẽ tắt đi. Chúng ta sẽ thêm phần vào home này. Chúng ta sẽ add thêm phần delay. Add delay này. Add effect, enter. Ta sẽ để vào cái lựa chọn delay hoặc là reverb, enter. Vị trí thì chúng ta sẽ để số 4 sau phần chorus. Enter. Ví dụ như là đó, chúng ta có thể tắt bật ở đây. Không có gì, bật lên này. Đó, chúng ta sẽ thấy là nó ướt át hơn một tí nữa. Bây giờ chúng ta sẽ thêm phần reverb cũng bằng thao tác là add effect, chọn phần delay reverb này, enter này, vị trí ở vị trí thứ 5. Ở đây các bạn lưu ý nhé, đối với G1XON ấy, thì cái bộ nhớ của nó không nhiều, do vậy á thì có một số cái phần khi mà mình sử dụng nhiều nó sẽ là giới hạn, thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái hiệu ứng khác thay thế. Đây là phần vang, các phần vang này, room này. Đấy, thì chúng ta sẽ thử từng phần một. Rồi, chúng ta quay sang phần này, tắt đi đã. Rồi, đến phần vang này. Phần này được này, thì ta sẽ sử dụng phần này. Enter để hiệu chỉnh cái thông số ở trong cái phần vang. Ví dụ như là cái phần mic này mình có thể đặt cao hơn chút. Enter này. Đó. Sau đó là chúng ta sẽ quay lại, chúng ta bật cái phần delay lên. Có thể ấn nút lên xuống này để thoát ra bên ngoài này. Sang trái là cục thứ tư, chúng ta đã tắt đi rồi đúng không ạ? Để chúng ta bật lên. Có phần delay này. Các bạn nghe nếu mà thấy ổn rồi thì chúng ta sẽ đây phần chorus nữa. Phần chorus chúng ta có thể nghe thử. Enter. Đang tắt đi này. Ta có thể bật lên này. Theo tôi thì nên tắt cái này đi, hoặc là mình có thể bỏ đi. Đối với các cái âm thanh về solo và giải nền thì chúng ta có thể để cái phần chorus này và tắt cái phần delay đi. Ví dụ như là để chorus này, chúng ta có thể chuyển sang cục thứ tư, chúng ta tắt phần delay đi. Chúng ta để solo thì chúng ta tắt phần chorus đi, hoặc có thể xóa nó đi. Đấy, sau đó chúng ta sẽ trở về home. Đấy. Thì ở đây á, cái tên mặc định của nó là distortion ấy. Chúng ta sẽ đổi tên cho nó này bằng cách là vặn giá trị, vặn ngược lại. Pass setting. Pass chính là cái thành phần tiếng. Setting là những cái thông số chúng ta có thể điều chỉnh. Enter này.
Enter. Đây là đầu tiên nó sẽ là cái âm lượng của cái phần phần tiếng này. Theo tôi thì cứ để mặc định 80 này. Tiếp theo là phần phần tên. Cái tên nhé thì các bạn có thể điều chỉnh các cái mũi tên chỉ hướng như vậy như thế này. Để thiết lập các cái ký tự cho nó. Ví dụ như ở đây tôi sẽ đặt là clean. Ta sẽ enter vào cái ký tự thứ nhất. Chọn chữ C. Ký tự thứ hai. L. E. A. N. Có thể cách ra có chữ solo để chúng ta dễ phân biệt. Hoặc là viết tắt SL. Enter. Đấy, clean solo. Đây là thói quen của tôi. Sau đó đến phần pedal, cái phần này rất quan trọng này. Bình thường nó sẽ mặc định của nó. Đó, thì là cái pedal này. Đối với không 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 có pedal tức là G1 on ấy thì chúng ta không không cần để ý đến cái này. Còn G1 X on thì nó có cái pedal này. Thì theo tôi thì những cái phần tiếng solo chúng ta nên để phần mặc định của nó là to nhỏ. Còn tôi thì hay để ở cái phần delay. Thì ta sẽ mặc định của nó đây, input volume. Chúng ta sẽ enter để điều chỉnh nó. Đây là cục thứ nhất này. Cục thứ hai là âm này. Đấy. Stereo delay này. Đây. Tôi thường đặt cái à đây là phần chorus, đây cục thứ ba, đây là cục thứ tư này. Phần delay này. Oh shit. Đây, cái phần mic này cũng được. Để chúng ta thử nhé. Đó, nó sẽ mất đi cái phần delay này. Đẩy lên. Nó sẽ có phần delay. Đây là cái giá trị của pedal khi mà chúng ta để lên trên bằng 0 này, để xuống dưới có thể bằng 100, hoặc là chúng ta có thể thay đổi nó là để xuống dưới mặc tối đa, còn nó thể ta có thể để 50 thôi. Thậm chí là thấp hơn một chút. Sau đó thì ta sẽ home để thoát ra. Đấy, lúc này thì là ở phần tiếng path A4 thì sẽ được một cái tiếng clean như chúng ta vừa thiết lập. Đó. Thì ở đây cái phần pedal khi mà chúng ta đánh solo ấy, phần pedal thì có thể là chúng ta sẽ
điều chỉnh phần delay, thí dụ như là chúng ta đánh nền hoặc là đánh phần phần co, không cần delay. Khi mà chúng ta solo thì chúng ta có thể là ấn xuống. Delay lên để chúng ta solo. Clean thông thường chúng ta sẽ solo. Còn nếu như mà các bạn muốn có một chút phần gain để chúng ta solo đối với nhạc blue, blue thì chúng ta có thể thêm một cái cục TS9. Tuy nhiên ở đây thì cái rãnh tiếng này đã có 5 phần, 5 phần tiếng này nó là mắc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải bỏ bớt một cái đi. Thí dụ như là chúng ta chưa dùng cái phần chorus, ta sẽ bỏ phần chorus đi. Delete effect này. Đấy, chúng ta sẽ chọn đây, Stereo Chorus. Enter, bỏ nó đi. Đó. Home. Thì ở đây nó sẽ có bốn phần. Chúng ta có thể thêm cái phần một cái cục để boost tiếng hay là để tăng cái gain khi mà chúng ta solo nhạc thể loại là blue. Ta sẽ thêm effect add vào đây. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn OD và Dist, tức là Overdrive và Distortion. Enter. Ở vị trí trước âm nhé các bạn nhé. Cái này là phần 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 drive bao giờ cũng phải trước cái âm. Vị trí thứ hai, enter. Đó. Mặc định của nó sẽ là bút này. Tắt đi này. Bật lên này. Chúng ta có thể thay đổi tăng gain cho nó này. Các bạn có thể tăng lựa chọn bút này, ấn mũi tên lên này để ra ngoài này, chúng ta có thể nhìn thấy. Nếu như muốn gain nhiều thì có thể là chọn Overdrive hay là T-Scream TS9 ấy, của Ibanez. Cái cục này rất là hay. Tắt đi này. Khi mà chúng ta đánh nền thì chúng ta có thể là để cái pedal nó lên trên giá trị của delay bằng 0. Khi mà chúng ta đánh live đối với những cái dòng nhạc mà chỉ cần một chút về gain thì chúng ta có thể chọn phần tiếng như thế này là được. Đây là clean. Muốn solo clean thì chúng ta sẽ đẩy tí delay lên này. Đó. Nếu mà chúng ta muốn một chút gain, chúng ta có thể bật cái phần
TS9 lên để boost gain. Đó, là các bạn có thể nghe thấy cái tiếng mà nó hơi 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 noise một chút. Bây giờ chúng ta quay lại cái phần cục noise số 1 enter. Chúng ta chỉnh thông số ban đầu. Mặc định nó là 10, chúng ta sẽ tăng lên chút bởi vì có gain. Enter này. Đó, 13 thì nó sẽ hết hẳn, luôn. Sau đó chúng ta lên này. Đấy. À, quay lại home. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy tổng thể có 5 cái dãy effect. Đầu tiên là khử noise, cái thứ hai là TS9 để boost cái gain, cái thứ ba là âm, cái thứ tư là delay, cái thứ năm là reverb vang. Ta sẽ lưu lại vào menu này, save, enter. Chúng ta sẽ chọn A4 này, ghi đè lên A4, enter. Yes. Xong rồi. Nếu như mà chúng ta ở phần setting này, chúng ta đặt phần auto save là on như thế này, thì mỗi lần chúng ta thay đổi thì nó sẽ tự ghi. Còn nếu mà chúng ta cẩn thận thì chúng ta bỏ đi. Thì nếu mà chúng ta thay đổi mà không lưu lại thì nó sẽ không ảnh hưởng đến tiếng cũ. Đó. Như vậy là chúng ta, tôi đã hướng dẫn xong các bạn thiết lập cái tiếng phần A4 đối với clean và một chút boost để solo cũng như là đánh nền. Khi mà chúng ta chơi live đối với dòng nhạc này thì chúng ta theo tôi thì nên, chúng ta nên để cái phần boost ở cái trạng thái tắt bật bằng cái pedal này. Và ở cái pedal này chúng ta sẽ đặt ở cái trạng thái là thiết lập cái thông số là delay. Khi chúng ta cần đi không cần delay chúng ta để lên. Khi chúng ta cần clean mà không cần cái boost tiếng gain chúng ta sẽ tắt đi. Đó. Chúng ta cần một chút gain. Chúng ta bật lên. Đó, chúng ta có thể cần delay chúng ta sẽ đẩy xuống. Clean. Rồi, vừa rồi thì tôi đã hướng dẫn các bạn xong cái phần thiết lập tiếng để theo cái sở thích của từng người. Đấy, hẹn gặp lại các bạn với những cái clip tiếp theo, với những cái phần hướng dẫn tiếp theo đối với Zoom G1, G1 X-On cũng như là các cái phần effect khác. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi.